đấu trường thực tế ảo, cạn kiệt năng lượng, thiếu tỉnh táo, bỏ cuộc thôi. Hãy uống nước tăng lực No. 1 chân dâu, năng lượng bứt phá, tỉnh táo tối đa. Nước tăng lực No. 1 chân dâu, tăng cường tỉnh táo, bật tung năng lượng. Vượt đường dài mà 9 người 10 ý, thật căng thẳng mệt mỏi. Trà xanh không độ tuyển chọn từ trà Thái Nguyên tươi, dầu vitamin C và EGCG giúp tăng sức đề kháng, thức sảng khoái. Hey, cùng xe chai để chọn hướng đi. 9 người nay cùng một ý, hãy uống trà xanh không độ mỗi ngày, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.